Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Thanh Ba và xã Đỗ Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm trong giai năm 2020. Tham gia mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm trong giai năm 2020 là hộ ông Ngô Văn Duy ở khu 4 xã Đỗ Xuyên với diện tích ao nuôi là 1.000m2, nuôi với quy mô 30.000 con. Trong đó, con giống nhà nước hỗ trợ 50%, hộ nông dân đối ứng 50%, thời gian triển khai thực hiện 4 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Năm nay chúng tôi thực hiện mô hình đầu tiên ở xã Đỗ Xuyên, thì được trung tâm khuyến nông là hỗ trợ cho con giống 50% và tráng nuôi. Thì chúng tôi thì kiếm thức ăn chứ không phải mua, hướng dẫn cho kỹ thuật thì chúng tôi cũng nắm được. Và bây giờ đến bây giờ thì chúng tôi đã thành thạo về cái việc nuôi ốc trong giai. Để mô hình đạt hiệu quả, các tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng như ao để thả lồng nuôi ốc được vệ sinh sạch sẽ, tháo cạn nước, dùng vôi bột với lượng 7 đến 10 kg trên 100m2 rắc đều lên đáy ao, phơi đáy, sau 7 đến 10 ngày đưa nước trở lại, sau đó thả bèo tấm hoặc bèo ván để làm sạch nước ao, đồng thời là nguồn thức ăn cho ốc sau này. Mực nước trong ao có độ sâu 1 mét trở lên, nước ao có độ pH từ 6 đến 8. Giai nuôi ốc làm bằng lưới cước dài 6 mét, rộng 3 mét, sâu 1 mét, được cố định, miệng giai cao hơn mặt nước 30 đến 40 cm. Ốc giống được lựa chọn mua từ cơ sở sản xuất có uy tín, có kích cỡ tương đối đồng đều, đảm bảo chuẩn chất lượng, khỏe mạnh. Mật độ nuôi từ 100 đến 120 con trên mét vuông giai. Thức ăn cho ốc rất đa dạng, dễ kiếm. Chủ yếu là tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp tại địa phương như khoai nước, các loại cỏ, bèo lục bình, bèo tấm, sơ mít, lá sắn, cám ngô, cám sắn. Đến ngày thứ 62 thì chúng tôi đã bắt đầu thu hoạch thử, chọn những con to là được 40 con là 1 kg và giá bán là 100.000 đồng 1 kg trên thị trường. Thì so với cá thì chúng tôi cảm thấy là nó sẽ năng suất hơn nhiều. Đang mô hình nuôi như thế này, tôi sẽ khuyến cáo bà con sẽ tăng cường, nếu có ai có điều kiện có ao ấy thì ta sẽ tập trung vào nuôi con ốc, nó vừa nhàn và thu nhập kinh tế nó cao. Sau 4 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 92% trở lên. Về hoạch toán kinh tế, tổng chi hết 39,05 triệu đồng về mua con giống, thức ăn, vôi bột, công lao động, công chăm sóc và giai nuôi. Với giá bán 100.000 đồng trên kg ốc thương phẩm, tổng thu đạt 69 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, cho thu lãi gần 30 triệu đồng, mô hình đã tăng thu nhập cho người nuôi thủy sản, tăng hiệu quả kinh tế cao đối với phương pháp nuôi truyền thống, giảm thời gian nuôi, đồng thời tạo việc làm cho nông dân.